Trước, chống đầu gối, hít vào thật sâu, chống mũi chân này, chống mũi chân nhá, rồi lùi mông ra sau. Chúng ta tiếp tục làm săn chắc và nảy nở cho vùng mông. Thế bạn nhón gót chân làm mềm gân khoeo chân một chút, hít thở đều. Hít thở đều nha, 5, 4, 3, 2 và 1, tốt lắm. Bây giờ ép gót chân xuống, kéo giãn lưng vai của bạn ra, được chưa nào? Giãn duỗi lưng vai rồi đúng không? Hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, giữ nguyên chân trái nhé. Bạn duỗi cái chân phải ra sau, đá lên này, đá lên 1 này, thở 2, thở ra 3, hít thì lên này, thở chúng ta đá 5 lần, 4, hít thở đều, và 5, đá chân lên cao, đúng rồi. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, co gập chân lại, rồi co gập chân đầu gối, đổ người về phía trước, đưa đầu gối chạm về khuỷu bên trái, khuỷu tay trái, rồi kéo qua khuỷu phải, thế, sau đó hít, lại đá chân lên, rồi bây giờ lại co lại, chúng ta lại từ trái, kéo qua phải, thế, hít, đá lên, rồi tiếp tục một lần nữa, từ trái kéo qua phải, rồi đá chân lên cao, hít vào một hơi thật sâu, thở ra, bước chân phải của bạn lên cạnh tay phải đó, sau đó nâng vươn hai tay lên, được chưa nào? Điều hòa hơi thở ở đây, hít vào, thở ra, thiết chặt vùng mông và đùi của bạn nhé, hít vào thật sâu, thở, bạn vặn người qua phải một chút này, nắm chạm về phía đùi bên trái chưa, đúng rồi, hít, nâng tay lên, thở, lại nghiêng vặn qua bên trái, chạm tay trái vào đùi của bên trái, vòng nữa, hít vào, thở ra, vặn phải, hít lên, thở, vặn sang trái, rồi từ từ hít lên, thở ra, bạn gập cơ thể xuống, gồng cao lưng vai của bạn lên, sau đó rút chân ra sau, đá chân cao, giữ ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra, bạn hạ chân xuống, hạ gót chân, kéo giãn lưng vai, điều hòa hơi thở, hít, thở ra. Bài tập này sẽ giúp cho mông đùi của chúng ta săn chắc và nâng cơ mông rất đẹp. Chúng ta đổi bên nhé. Giữ chắc chân phải này, đá chân trái lên này, hít thở đều, 1, 2, 3, đá thẳng bạn nhé, 4, và 5, đá chân lên, từ từ hít vào, co gập đầu gối lại, đẩy người về phía trước, kéo đầu gối trái từ khuỷu phải, lướt qua khuỷu tay bên trái, sau đó lại đá chân lên, 1 này, vòng 2, co lại, lướt từ phải qua trái, rồi lại đá chân lên, vòng 3, hít thở đều nha bạn, thế, sau đó hít vào, đá chân lên cao, từ từ đẩy người về phía trước, để bước chân trái lên cạnh bàn tay của bên trái, sau đó bạn nâng vươn hai tay lên, hít thở đều và giữ ở tư thế này, hít thở đều nha, hít vào, thở ra, rồi từ từ hít vào thật sâu, thở ra, bạn vặn qua bên trái để đưa tay trái nắm được vào bắp đùi của bên phải, được chưa nào? Hít về giữa, thở nghiêng qua bên phải, chạm tay phải vào bắp đùi của bên phải, hít, thở, vặn qua bên trái, rồi hít, đưa tay lên, thở, vặn qua bên phải, tốt lắm. Bây giờ hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, bạn gập người về phía trước, đó, chống tay, gồng cao lưng vai, sau đó từ từ bạn đá chân trái của bạn lên, giữ ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra, bạn hạ chân xuống, điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. Rồi bây giờ bạn chống chắc hai tay nha, hít vào.